Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Video này mình sẽ làm một cái kèo để chúng ta nhận thêm cái đồng Anchor và cái đồng Shiba mỗi ngày nha mọi người. Đó. Rồi ở đây em sẽ nói như thế này. Hôm bữa là em có chia sẻ cho anh chị mình một cái kèo là chúng ta đăng ký cái dự án là Anchor này nè, là chúng ta sẽ nhận được 1 triệu vào trong cái ví. Và cái dự án này là của Hàn Quốc nha anh chị. Dự án này cũng khá là ngon. Đó, thì những anh chị nào mà đã đăng ký rồi á, thì nó chúng ta sẽ nhận được là 1 triệu. Bên cạnh đó thì chúng ta còn nhận được nhiều hơn nữa nha. Và mấy ngày hôm nay á, thì có nhiều anh chị nhấp vào cái link đăng ký á, thì họ bảo lỗi là không được. Tại vì họ đang nâng cấp do cái số lượng người dùng quá đông. Và hiện tại là đã vào được, nên là anh chị nào chưa đăng ký cái kèo này thì đăng ký nha. Cái kèo này sau này ngon nha anh chị. Và hiện tại á, là đã có rút và bán được trên Uniswap rồi nghe anh chị nha. Đó, đây là cái giao diện chính nè. Ha, em nói lại cái dự án này là đến từ Hàn Quốc nha. Anh chị muốn nhận được cái Anchor này và cái đồng Shiba này thì trước tiên anh chị phải đăng ký cái Anchor Coin này trước. Anh chị nha, trước tiên phải đăng ký cái kèo này trước rồi sau đó mới làm được trong cái video này. Đó, em đã đăng ký rồi nè. Bây giờ như thế này, em sẽ vào cái mục ví của tôi nè. Anh chị sẽ vào nè. Thì khi chúng ta đăng ký xong á, chúng ta sẽ nhận được 1 triệu. Ở đây, nói như của em thì có anh chị ủng hộ thì được như thế này. Rồi. Để em xóa cái phần quảng cáo này đi ha. Rồi, anh chị chạy một chút. Bây giờ á, ở đây ha là cái phần mà chúng ta đang có nè. Cái phần rút á, thì hiện tại họ đang bảo trì, nâng cấp nên là chúng ta không rút được ha. Nhưng mà thời gian tới sẽ rút được. Sau khi anh chị nhận được 1 triệu cái đồng Anchor này vào quý khi chúng ta đăng ký thì ở đây nè, dưới này có cái phần điểm danh. Nếu như anh chị điểm danh liên tục á, tới cái ngày 15 là chúng ta sẽ nhận được 3 triệu. Còn nếu như anh chị ngưng một ngày thì bắt đầu chúng ta sẽ quay lại cái mốc ngày 1 thì nó sẽ giảm ha, kiểu như vậy. Nên là chúng ta điểm danh mỗi ngày thì chúng ta được lợi hơn. Rồi, tiếp theo đó chúng ta vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải. Thì ở đây nè, sau khi nó cập nhật lại có bị lỗi nha, một số anh chị nhấp vào ba gạch ngang này, sau đó vào cái phần hộp quà thì chúng ta sẽ mở được mỗi ngày nữa, nó sẽ có rất là nhiều cái đồng Anchor, nhưng mà riêng em thì bị lỗi không vào được ha, nên cái này là ngẫu nhiên, có máy được có máy không. Ok, đó là cái thông tin về đăng ký cái kèo Anchor. Bây giờ anh chị muốn làm được cái kèo mới này cũng chúng ta sẽ vào cái chỗ là anh chị nhấp vào cái chữ là Anchor Coin phía trên bên trái nè, anh chị nhấp vào đây để chi ạ? Để cho hợp lót cái trang nó lại. Đó. Như thế này. Đây là cái trang chủ nha. Bây giờ anh chị sẽ nhấp vào cái mục là vòi nước nè, cái hình có giọt nước màu xanh ở giữa màn hình bên phải nè. Đó, thì hôm em chọn cái phần dịch nha. Ở đây á là có là 482.479 cái lượt giao dịch, tức là họ đã thực hiện cái việc làm á. Cái này cũng làm mỗi ngày nha anh chị. Bây giờ nè, ở đây nó có quảng cáo nha, chúng ta tắt nha anh chị. Rồi. Ở đây á, anh chị muốn làm được thì chúng ta phải nhấp vào cái mục là đăng nhập nè, để thả nè. Rồi sau đó anh chị chưa có thì chúng ta phải chọn cái mục đăng ký giúp em ha. Sau khi vào cái mục đăng ký á, ở đây nè, anh chị sẽ nhập cái email. Trước khi làm cái này ghi vào cuốn sổ cho em là để chữ cái vòi. Ở phía trên có nè chị anh chị, vòi anchor.com web ha. Sau đó ghi cái gmail, ghi cái mật khẩu. Cái mail thì chúng ta sẽ nhập mà cái mail chúng ta muốn sử dụng ha. Như em sẽ nhập cái này. Đó. Cái mật khẩu là gì? Chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt và ít nhất là 8 ký tự trở lên cho em. Nhớ nha. Tiếp theo đó cái số điện thoại. Cái số điện thoại thì chúng ta sẽ nhập vào cái số điện thoại. Ở đây cộng 82, chúng ta kéo xuống dưới đây. Chọn cộng 84 của Việt Nam mình. Anh chị thấy này ha, nhấp vào đây. Sau đó anh chị điền cái số điện thoại vào. Anh chị nên bỏ số 0 đầu ha. Rồi ở đây em nói luôn, cái mật khẩu này, cái mail này và cái số điện thoại này chúng ta dùng chung được với cái tài khoản mà chúng ta đăng ký cái Anchor.com đó ha, tức là hai cái chúng ta sử dụng cùng một số điện thoại, cùng một mail, cùng một mật khẩu này kia là được hết anh chị nha. Rồi sau đó anh chị nhấp vào cái mục đăng ký cho em. Ở đây chúng ta chờ nha anh chị. Rồi họ sẽ gửi cho mình một cái mã code OTP về theo cái số điện thoại mà chúng ta vừa đăng ký. Ở đây anh chị sẽ chờ. Đó, có khi nhanh có khi chậm nha anh chị. Em
Đây nè, anh chị thấy nè ha. 724114. 724114. Ở đây trong thời gian là 3 phút, nếu như qua 3 phút thì chúng ta phải làm lại nha anh chị. Nha. Rồi em nhấp vào cái chữ là gửi OTP. Đăng ký thành công anh chị ha. Đó. Rồi ok. Thì đối với cái này mỗi ngày chúng ta sẽ làm được một lần. Anh chị nhá, chọn cái chữ lưu ha. Ở đây mỗi ngày chúng ta sẽ làm được một lần đối với AncorCon và đối với Shiba Inu. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái phần chọn đồng xu nè anh chị thấy không ạ? Đó. Ở trên đây 482.000 là cái số lượng giao dịch hàng là họ rút về quý đó. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được cái gì? Anh chị sẽ nhấp vào cho em cái chỗ là chọn đồng xu nha, chúng ta nhấp vào đây nè. Rồi. Ở đây chúng ta chịu khó chúng ta xóa quảng cáo anh chị. Ở đây anh chị thấy như em nè là còn lại là một, tức là em còn một cái lần lam trong một ngày hôm nay. Ở đây anh chị chờ cái thời gian trong vòng số 15 này nó tắt đi, nó hết đi, nó còn cái chữ Remy một giọt á là chúng ta mới làm được. Nè, em sẽ nhận được 9.997 cái đồng là AncorCon và 197 cái đồng Shiba Inu. Anh chị có thể rút về trên cái ví Shopee Lite và cái ví MetaMask đều được. Bây giờ chúng ta tạm ngưng cái này, chuyển sang anh chị có thể vào cái ví MetaMask hoặc là cái ví Shopee Lite, nhưng em thì sẽ sử dụng cái ví Shopee Lite ha. Em sẽ thêm cái mạng vào, thêm cái contract của anh AncorCon và cái đồng Shiba vào. Hai cái contract này em sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh chị chúng ta xem video của em rồi sau đó chia sẻ sang cái Zalo hoặc là sao chép cái link đưa lên Google Chrome rồi chúng ta dán vào. Sau đó chúng ta chuyển sang cái chế độ máy tính. Rồi chúng ta sao chép contract nha. Ở đây em sẽ chọn nè. Sao chép. Sau đó em sẽ về cái ví chép lại. Anh chị liên kết với cái ví nào thì ghi rõ cái ví đó là ví chép với lạc hay là MetaMask. Và nếu như trong cái ví chết với lạc mà chúng ta nhiều cái đồng, nhiều cái ví quá thì chúng ta nên ghi ra luôn là cái ví nào nha. Là như em nè, em sẽ vào cái cài đặt. Đó, em có nhiều quý thì em sẽ quay trở lại quý này. Đó, em cũng đã ghi sẵn hết rồi. Ở đây nè, chúng ta cần thêm cái contract vào thì anh chị nhấp vào cái hai chấm tròn phía trên bên phải, gõ bất kỳ một cái chữ nào đó. Sau đó chúng ta chờ và chúng ta nhấp vào cái chữ tự thêm các đồng tiền mã hóa ở đây. Tiếp theo cái mạng lưới Ethereum này chúng ta nhấp vào, anh chị chuyển sang Polygon nha. Nó trên cái mạng, chạy trên cái mạng Polygon. Sau đó chúng ta dán vào, sẽ ra tên, ký hiệu và số tập phân, sau đó nhấp vào cái chữ làm xong. Là một cái đồng đúng không ạ? Rồi em sẽ quay trở lại cái màn hình chủ đúng không? Tiếp tục em sẽ dán vào cái contract thứ hai là Shiba nè. Contract thứ hai nè, sao chép nè. Thì chúng ta cũng làm như vậy, nhấp vào cái hai chấm tròn phía trên bên phải, gõ bất kỳ một cái dãy chữ nào. Sau đó nhấp vào cái chữ tự thêm các đồng tiền mã hóa. Sau đó cái mạng lưới Ethereum này nhấp vào, chuyển sang Polygon. Sau đó dán vào, nó sẽ ra. Anh chị ha, nhấp vào cái chữ làm xong. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được hai cái đồng đó. Bây giờ anh chị muốn kiếm nó thì anh chị vào cái hai chấm tròn phía trên bên phải, gõ cái chữ Anchor. Sẽ tự động nhảy ra, anh chị thấy ha. Nếu như lỗi của chúng ta mà nó bị tắt như thế này nè, là chúng ta phải nhấn kéo cái vòng tròn xanh dương lên phải, nó hiện lên như vậy mới được nha. Là chúng ta đã mở nó, còn anh chị nhấp gì nè, nó không có màu là coi như chúng ta đang tắt. Phải mở nó lên. Tiếp tục chúng ta gõ cái chữ là C3 cho em nè. Ở đây sẽ có nè. C3 Inu. Mình sẽ tìm C3 Inu trên cái mạng là Polygon. Ở đây anh chị thấy nè. Đó, ha, rồi. Bây giờ á, anh chị thêm xong, bây giờ chúng ta sẽ về đây, chúng ta kéo xuống hoặc là chúng ta tiếp tục vào cái hai chấm tròn phía trên bên phải, gõ cho em cái chữ là Matic. Matic. Nè, nó sẽ hiển thị như thế này, tức là Polygon đó. Rồi sau đó chúng ta nhấp một cái chữ nhận nè. Chúng ta chọn sao chép nè. Anh chị mới về bên cái web hồi nãy á. Chúng ta nhấp vào cái chữ là Remember một giọt nè. Ở đây họ kêu là chúng ta cần phải dán cái mạng Polygon vào, là cái mạng địa chỉ đa giác hay là Matic là nó đó. Dán vào đây. Sau đó anh chị nhấp vào cái chữ Remicon nè. Chúng ta chờ. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại một bước nha. Nó thông báo như vậy nhưng mà anh chị cứ quay trở lại cho em đi. Tiếp tục tới cái Shiba nè. Chúng ta chờ hen. Cái thời gian nó hiển thị số 0 chúng ta mới làm được. Rồi còn 5 giây ha.
Cái này làm mỗi ngày anh chị, kèo này khá là ngon nha. Anh chị cứ chắc chiêu cho em đi. Rồi chúng ta nhấp vào cái gimme một giọt nè. Thì sau khi mà họ nâng cấp xong gút được á, về em sẽ gút về cái ví và em sẽ là swap cho anh chị xem. Cái này swap được nha. Rồi sau đó mình tiếp tục. Cái địa chỉ đã giác là chúng ta chỉ cần thêm một lần thôi là tự động cố định. Từ đó về sau là khi chúng ta làm là nó sẽ gút về trên cái ví của mình đã liên kết nha. Anh chị nhấp một cái chữ là gimme con cho em. Rồi, nó báo lỗi báo gì kệ. Không sao nha anh chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nè. Mấy cái bước này anh chị làm chậm thôi. Anh chị đừng có làm nhanh quá, máy nó lót không kịp. Ở đây anh chị thấy nè. Ở đây nó để không nè đúng không ạ? Ở trên đây là còn lại là một. Kệ không sao anh chị. Như vậy đó, nhưng mà một hồi là sẽ được ha. Cập nhật chưa xong. Khoảng 2 đến 3 phút sẽ về. Thì trong cái thời gian chờ đợi á, em sẽ chia sẻ luôn cho anh chị cái cách để chúng ta thêm contract bên cái mạng, bên cái ví MetaMask. Tiếp tục em sẽ vào cái lấy contract nha. Đây. Sau đó em vào cái ví MetaMask nha. Đây. Để cho anh chị chúng ta sử dụng cái ví nào thì chúng ta thuận tiện trong cái việc chúng ta thêm contract vào nha. Đối với cái ví MetaMask này thì mở nó lâu anh chị ơi. Nên là cái kèo này mình đừng có chê ít anh chị, mình phải gom nhặt mới có nha. Chúng ta sẽ nhận được 1 triệu từ cái việc đăng ký anco, sau đó chúng ta sẽ nhận anco mỗi ngày bên cái hộp quà. Thêm đó nữa là chúng ta vào cái phần này chúng ta sẽ nhận được là làm một lần anco một ngày là 9.997 đồng cộng thêm đó là Shiba ha. Đây là chúng ta đang ở cái ví MetaMask. Anh chị sau đó nhấp vào cái ví phía trên là cái chữ ví Bitget nè. Ở đây anh chị xem có cái mạng đa giác hay không. Đó, có thì chúng ta sẽ nhấp vào đây ha. Chúng ta nhấp vào đây. Chúng ta nhấp vào đây xong. Ở đây nè anh chị. Mình đã có Matic rồi. Sau đó chúng ta sẽ nhấp vào chữ là nhập token. Rồi anh chị. Anh chị thêm cái chữ token thì chỉnh nè. Sau đó anh chị dán cái địa chỉ vào. Sau đó anh chị nhấp 2 lần. Bất cứ cái ô nào cũng vậy ha. Rồi nó sẽ hiển thị. Trong chúng ta nhấp vào chữ nhập. Là xong. Anh chị gõ 2 lần nha. Anh chị gõ 2 lần cái chữ nhập cho em. Đó, anh chị thấy không ạ? Tiếp tục mình làm một cái đồng nữa là cái đồng Shiba nè. Chọn sao chép nè. Sau đó chúng ta tiếp tục là nhập token nè. Thêm token tùy chỉnh nè. Sau đó mình dán nè. Sau đó mình vào cái mục biểu tượng token chúng ta gõ 2 lần. Đó nó sẽ ra, sau đó nhấp vào chữ nhập 2 lần. Chúng ta chờ khoảng vài giây là có anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ thoát. Em sẽ vào lại cái ví chấp lệch xem sao ha. Rồi vào cái ví chấp lệch lại. Rồi sau đó anh chị sẽ vào cái 2 chấm tròn phía trên bên phải, anh chị gõ cho em cái chữ là anh con. Ở đây chúng ta nhấp vào. Anh chị thấy không ạ? 9.997 nè. Tiếp tục em sẽ gõ cái chữ là C3. Ở đây chúng ta sẽ tìm đúng cái đồng Shiba hồi nãy nha. Đây nè chị, Shiba Inu nè, Fox nè, Polygon nè. Đó, là em được 197 đồng Shiba. Cứ như thế mỗi ngày nha anh chị ha. Cái kèo này cũng khá là ngon đấy. Và khi mà họ cập nhật xong thì em sẽ là rút. Em sẽ rút là cái đồng đây. Em sẽ vào cái phần là cái ví của tôi nè. Em sẽ rút những cái đồng này về ha. Là 823 triệu nè. Em sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách để chúng ta swap nha anh chị. Anh chị nào vào được 3 gạch ngang phía trên bên phải này đó. Chúng ta vào cái phần hộp quà. Chúng ta sẽ mở được thêm được cái đồng anh con nha. Cái này dự án khá là ngon nha mọi người. Rồi anh chị làm có cái gì không gõ thì bình luận phía dưới đi. Em sẽ trả lời cho anh chị nha.